Some things never die. Gió vẫn cứ thổi, mây vẫn cứ trôi. Ta đã dùng kiếm ngay từ khi ở trong nôi. Sinh và lớn lên tại vương quốc Ionia. Bây giờ lại phiêu bạt chốn đất khách ở nơi phương xa. Ta người duy nhất có thể lãnh ngộ công phong tuyệt kỹ. Nhiều người tin rằng ta là anh hùng hoặc là dũng sĩ. Nói xếch xăm lăng, chúng muốn có hệ kết. Và người ta bảo vệ chính là trưởng lão vô tình đã chết. Nhiệm vụ không hoàn thành, ta không cần ân xá. Sẵn sàng đến mỗi hình phạt dù là tính mạng. Xem như trả giá bị giao là thủ phạm. Nghe tin cay khóe, mi quyết tìm ra hung thủ. Nhưng việc bây giờ là phải trốn đi, tẩu thoát khỏi đó, nhìn quê hương một lần thiết tha. Trong khi giờ cả học viện đang cố truy tìm để mà giết ta. Ta không có sự lựa chọn, phải đi tiếp, trở thành đấu ca. Dù rằng tâm này vẫn vậy, luôn trong sáng chứ không xấu xa. Cảm ơn John, người anh trai của quê hương, cùng đi bên người bạn thân khi tha phương. Ta phải sống tìm chân lý nơi đâu đó. Giờ ai chống ta cũng phải chết, mà ta sẽ giết bằng cơn gió. Cảm ơn John, người anh trai của quê hương, cùng đi bên người bạn thân khi tha phương. Ta phải sống tìm chân lý nơi đâu đó. Giờ ai chống ta cũng phải chết, mà ta sẽ giết bằng cơn gió. Rồi một ngày vô tình gặp lại được người anh trai. Tình anh em chắc không còn nữa mà đã phôi phai. Em đã nói anh rất nhiều lần, em không là một kẻ sát nhân. Anh không phải đối thủ của em, mà tại sao anh lại không biết thân? Đừng cản em, cho em đi, em không làm vậy. Giết trưởng lão là không phải em không làm vậy. Rồi kỹ năng của hai kiếm sĩ cũng đã tung chiêu. Ta đâu kém anh trai của mình cho đến bao nhiêu. Máu đã chảy trên mặt của ta, ôi dòng máu Ionia. Anh vẫn đứng im đó với John, mà tại vì sao anh không đi ra? Một nhát kiếm ta chém vào anh, nó chứa hàng chục nhát kiếm còn thô. Người anh trai ngã gục, kẻ nói em phải cứu sống như Yasuo. Ta đã thành một kẻ sát nhân, tự tay giết anh trai của mình. John vẫn xem ta là đứa em, trong khi ta lỡ bu luôn chữ tình. Em hối hận điều đó anh ơi, chỉ mong sao anh tha thứ. Giờ nước đi theo từng cơn gió lạnh lẽo để làm người xa xứ. Cảm ơn John, người anh trai của quê hương, cùng đi ven người bạn thân khi tha phương. Ta phải sống tìm chân lý nơi đâu đó. Giờ ai chống ta cũng phải chết, và ta sẽ giết bằng cơn gió. Cảm ơn John, người anh trai của quê hương, cùng đi ven người bạn thân khi tha phương. Ta phải sống tìm chân lý nơi đâu đó. Giờ ai chống ta cũng phải chết, và ta sẽ giết bằng cơn gió. Ê này yeah, ta đây nói thẳng, mày là sổ nhi. Vào trong rừng ăn chim biến dị rồi đi ngủ đi. Đạo của lăng tháp không cho mày câu máu được đâu. Nếu mày muốn tự hạ được tao, nói thẳng một câu là chắc còn lâu. Giáo bảo kiếm cũng đã đến lúc, đến thời gian cần phải nổi lên. Giờ kỹ năng tao đây phải khiến cho mày phản diện, cần phải đổi tên. Mấy ông dùng kêu định hướng thì từng gió che chở cho em. Nếu cơm bát mà có bị vướng thì cũng từng gió che chở cả tim. Giờ là lúc ta đây thể hiện xuống găng bót để lấy rút vô. Thấy mặt anh đồng đội mạng nguyện đối phương phải chạy lại trộn nước vô. Vẫn còn quái vẫn quét kiếm rồi bảo kiếm anh đây tung chiêu. Đối phương đang bị hất lên không trăng tối tung ra là nước vượt kiều. AFK su khi đầu trận tao chỉ còn có thời gian farm. Lên xong cây dâu điện xa tết đừng mày tuổi gì mà ở đó cam. Phía cho tao thêm vài mạng nữa, tao sẽ gánh cái tem tao lên. Ý bọn mày muốn được chiến thắng ở trong quán này là quá trong trên. Cảm ơn John, người anh trai của quê hương, cùng đi ven người bạn thân khi tha phương. Ta phải sống tìm chân lý nơi đâu đó. Giờ ai chống ta cũng phải chết, mà ta sẽ giết bằng cơn gió. Cảm ơn John, người anh trai của quê hương, cùng đi ven người bạn thân khi tha phương. Ta phải sống tìm chân lý nơi đâu đó. Giờ ai chống ta cũng phải chết, mà ta sẽ giết bằng cơn gió. Do not fear the unknown. My blade is yours. Wu Zhu style. Follow my lead. Ta là một vị tướng lừng danh đến từ xứ Sandolia. Quê hương ta có những nhân sĩ với các nhiệm vụ ở nơi phương xa, nhưng nó đã bị hủy hoại tàn phá bằng những tên nơi xích hùng mạnh. Vì chúng ta không có ở nhà nên quê hương phải chịu thảm cảnh. Ta ôm thù hận lên đôi vai và chấp nhận là người lựa chọn. Với phủ thuật Wu Zhu đỉnh cao đi tìm Sugar cùng lũ đồng bọn. Nhớ lại những ngày đau thương mất mát, trong lòng ta không thể ngã ngủ. Bước lang thang cùng thanh gương sáng, mong có một ngày tìm được kẻ thù. Ta đã tập luyện thành sát thủ, mang cho mình siêu phẩm kỹ năng. Rồi dư số ta gặp được con đấng tối cao vô tình gửi tặng. Ta đã dạy cho con biết sống, dạy cho con về thuật trinh không, dạy cho con đồng mình giai sắc. Và con có còn nhớ không quốc công Lunasus đang có ý định đe dọa vương quốc Demacia. Ta phải giúp các bạn của ta và trả mối thù cho Lonia. Lòng muốn để cho con ở lại nhưng không an tâm khi ta ra đi. Thôi thì chuẩn bị nào qua công, thầy trò ta đến chiến trường công lý. Giờ Wu Zhu, pass me that potion. Do not fear the unknown.
Are inferior. Trong trận đấu quyết chiến hôm nay, đồng đội đã giao vị trí đi rừng. Ta sẽ farm hết phút thứ 5 còn ở trên top cảnh giác xem chừng. Bỏ tóc biến để lấy siêu tốt trận này phải chơi cùng máu đối phương. Về mua thêm cây đao hải tặc thì thanh gương này sẽ tăng sắc thương. Do mày biết chúng siêu vui vui không phải là một đối thủ dễ chơi. Ta chém đôi hết sự tàn ác đầu liền khỏi xác nó phải đổ rơi. Biết cố gắng cầu máu đối phương lần này quyết căng chấm dứt thay mà. Chạy đi đâu chấp mày tóc biến thì ta còn đây tuyệt kỹ anh phà. Đương vô danh được vô cuộc kiếm trang bị tiếp tục là búa vàng. Xuống găng bót quậy cả đội hình trong AD bắn mình thì chắc ăn. Tớp tới phương tên lê cuốn viện bổ thật vui vui xuất chiến cho phiêu. Skill định hướng đối phương một mất màn hình hiển thị lên triple kill. Tham hết rep phá quỷ trụ bùa lại rừng nằm trong tay ta. Đẩy nhanh lên cho tới nhà chính tớp bên đối thủ thì phải đánh xa. Cầm bách cuối chiến binh xương cướp hạ một đối thủ để cứu đồng loại. Phút 20 đối phương đầu hàng cũng chính là lúc ta đầy quyền thoại. We strike now. Do not fear the unknown. My blade. Death by my hand. With overwhelming force, exploit every weakness. Witness true strength. Đại tướng đã trở lại. Cho tụi mày biết sự lợi hại của vô song. Ta là một chiến binh quyền lực, nỗi khiếp sợ của lũ hư không. Là biểu tượng độc tôn nơi xuất thì có được một sức mạnh vô song. Thở bé xưa khi là cô nhi, những ngày tháng đó sẽ mãi không phai. Khi vừa lúc bảo vệ thân mình rồi phải chăm sóc cho thằng em trai. Đờ ra ven em ơi phải sống, hai chúng ta phải cố vượt qua. Phải tiêu diệt The Messiah và phải cố gắng phục thù cho cha. Được sức mạnh rèn luyện năm tháng muốn giết được ta là không có cửa. Lúc lớn lên gia nhập quân đội kỷ luật binh sĩ ta đây có thừa. Anh đã giết cái thằng chỉ huy, không đúng là một nó nhục dân tộc. Đờ ra ven em trai của ta, anh sẽ không để cho em cô độc. Khi đã được phong là đại tướng, quốc gia này sẽ mấy được hùng cường. Đặt mục tiêu đất nước hơn thịt non suốt, ngày mai chinh phục tướng vương. Bước vào trận tàu bao đường tớp, ai muốn thể hiện cứ việc bước ra. Tham sân rét bầm luôn thằng tướng, thằng sát một đều kẻ địch đánh xa. Cứ đánh thọt xong rồi đánh thường, phải giết bị bắt giữ này tao còn. Đặng đối phương ăn đủ combo lên bản những số sức biết đó còn. Phép hỗ trợ ta lấy tóc biến, thêm phụ trụ cần thiết khi găng. Áp đảo lên nếu mày thấy mệt bảo rừng lên giúp chứ có gì căng. Trong trang bị đã có điều đen cộng thêm được cây dù đại bắn xa. Giáp tâm linh rồi giáp định chế trận này anh gánh cánh tiên rồi nha. Phút thứ hai lên chiến công đầu, cả team địch cảm thấy hơi hiu. Thằng kẻ thù liên tiếp Garen đang bắt đầu chuẩn bị trò chơi điệu. Nhiều đường lên núp lót lên tường Garen ở ngoài giáp vò không hiểu. Hoàng kỳ phóng tung chiêu tuyết bụi màn hình hiển thị lên rất có kêu. Một thằng tướng một thằng hoàng tử, sức mạnh chỉ có đó thôi sao? Bảo công lúc lên tớp xuống thủ cả ba chúng mày nó thẳng tàu bào. Chỉ còn một máy chém nơi sót, kiếm mày gãi quần kỳ để rồi. Bỏ vô đầu luôn thằng thủ lĩnh Trung Quốc bọn mày hôm nay phải trồi. Ta đã thắng The Messiah, chúng ta đã trả thù cho cha. Quân đội này anh nắm trong tay không thành mong ước sẽ là ngày mai. Nhưng vẫn cần thêm người tài giỏi cùng hợp tác mục tiêu tiến xuất. Và ta cần sức mạnh squad vì hắn là một bậc thầy chiến thuật. They've crossed the line. What is broken can be reformed. Ở nơi shot ta là anh hùng, đem quyền lực đưa vào lý trí. Ta hiệu quả một cách tàn nhẫn khi đóng vai trò là một chiến sĩ. Ai cản đường ta làm nhiệm vụ thì ta sẽ đành phải giết người đó. Ngay từ nhỏ đã dùng trường kiếm khi mà ta đây chỉ cao bằng nó. Thì vũ khí tôi nặng có dùng nhưng nó hạ biết bao tinh lính. Không dùng ta không sợ cái chết, ta đây nhanh chóng tới thành thủ lĩnh. Nếu ta mẫu kiếm là tuyệt đỉnh thì lưỡi kiếm là nỗi kinh hoàng. Những đường thế kỹ năng dứt khoát đối đầu với ta làm sao an toàn. Gửi quân đội một bản hùng ca ngay giờ tiến đến Nionia. Nó đã thành chiến trường đẫm máu, đó không phải là mong muốn của ta. Rồi một lần ta bị bao vây cần viện trợ từ những thủ lĩnh, nhưng không ngờ chúng giết tất cả và điều đó đã làm ta thất tỉnh. Singer phun dung dịch hóa học và chúng nghĩ là ta đã chết. Từ lúc đó phải trốn đi xa lời thề cùng nó xích giờ đã hết. Cô độc mạnh mẽ vĩnh biệt quá khứ chiến tranh, bước vào cuộc lưu đày tự nguyện và sám hối từ chốn liên minh. You are beyond redemption.
sai đã bẻ gãy đi thanh gươm, một món quà nó sết băng tặng. Hãy chiến đấu và giữ lập trường là lời sư phụ ta đã căn dặn. Ta lãnh hội kỹ năng giả lập cùng tuyệt đỉnh long kiếm quán quân, thân nữ nhi cô độc lạnh lẽ nhỏ bé xin nguyện vào chúng phiến quân. Kiếm cổ ngữ tích tụ năng lượng, căn sát thương thanh gươm của đá, lao lên chém xuyên giáp đối phương đâu ngán ngại gì bọn quân lậu hóa. Tam bộ kiếm kỹ năng đưa chiêu, tung ra chuỗi cú đánh cực mạnh. Ta đâu phải là tướng dễ ăn để chúng bay có cơ hội để hành. Nỗi sợ hãi của những xạ thủ, kình lực mạnh làm choáng cả tim. Thêm anh dũng lao lên một bước mạnh khỏe tránh né đối phương phải im. Đến giờ này chiến đấu với ta, chúng mày muốn đầu hàng chưa vội? Để ta hành vào lấn từng đường, xem như chuyện này là đang chuộc tội. Đặc nhiệm đổi thì vẫn còn đó, đây thân pháp lưu truyền dày sát, khát khao chiến thắng vẫn rất bịt mờ vì cả đôi hình mình đang cày nát. Lên tớp khô máu tặng ngay, lưỡi kiếm lưu đầy, tiễn bạn về bằng đường hàng không đủ 20 phút dứt điểm trận này. Yo. Ever seen yourself? Would you like to? You fall apart. What to do with the pieces? Ta đến từ Shadow Island, một quần đảo bóng đêm mù tối, nơi sự sống kề bên cái chết và có sức mạnh xem như vô đối. Nơi mà chỉ có những linh hồn đang lang thang một cách hoang dại, và những con đường mập mờ xuất hiện mà mọi người xem rằng không tồn tại. Có Alice và Evelyn đều xuất thân sức mạnh tại đây, có tiên rung tử thần ca thết cùng với Yorick đầu mộ tụi bay. Hakerin, Mander, Kaiser, Kalista là người phải thét, và đây đỉnh cao sức mạnh bóng tối có ai ngoài khác mà không phải stress. Đây đứa con của sự ma quái trang bị cho mình là một lưỡi hái, đến đây rồi đừng hòng vượt ải, ta thâu tóm hết được những trường phái. Dù chúng mày có sống lưu vong hay đến từ vùng đất hư không, đến nơi này cũng gặp quỷ dữ, kết quả của mày cũng phải tử vong. Ta thu gom hết những linh hồn đang lang thang về Valorant, cho chúng có được nơi yên nghỉ để suốt dòng đời không phải kêu than. Rồi từ đấy gom hết nhân lực sức mạnh bóng tối không thể tiêu diệt, thế lực cực mạnh đang nằm trong tay ai cũng phải chết, cần gì phân biệt. Ngày chết đã dần tới không ngán thằng ranh nào, mạng tử cũng đã tới đâu thách mày đi vào. Bóng tối đã tràn đến quỷ dữ hiện nguyên hình, và giờ tao thách tụi mày trốn chạy đi đâu cho yên bình. Ngày chết đã dần tới không ngán thằng ranh nào, mạng tử cũng đã tới đâu thách mày đi vào. Bóng tối đang tràn đến quỷ dữ hiện nguyên hình, giờ tao thách tụi mày trốn chạy đi đâu cho yên bình. Một kỹ năng kiểm soát đối thủ, ta gắn kết vô cùng hiệu quả, nhiệt ngã chúng mày sẽ đến từ đây bóng tối bao giây còn hơn biển cả. Quỷ dữ đến gần cái lạnh thế xương thẩm thấu sát thương đất phương, quỳ lại an tử xuất thân lôi cổ mày vào tao thách. Cha con mày có thể chạy làm sao chống lại đội đầy nội tại thu thập linh hồn ngay trên chiến trường. Nếu có trốn chạy yêu sách băng hậu sẽ tìm chúng mày ở khắp phố phường. Sự trong trên đối đầu với ta chúng mày khổ sở khi chết thiên thường. Con đường bóng tối sẽ cứu đồng đội trong những tình huống nguy hiểm khó lường. Lưỡi hái sấy sẽ đẩy kẻ địch đi theo hướng mà ta chỉ định. Đừng ảo tưởng sức mạnh của mi vì ta sẽ làm cho mi thức tỉnh. Đây thủ lĩnh cây ngục xiềng xích cho mi thấy đau đớn nhiều thêm, để chúng mày biết sức mạnh khủng khiếp của những vị tướng đến từ bóng đêm. Máu kẻ thù mới dồn lên não khi mà kỹ năng của Jet thông thạo. Sự tàn bạo khi đã đóng hộp thì chỉ có nước trốn ra quỷ đạo. Khi bộ đôi quyền lực ở đây đấu trường quyền thoại cũng đã chính giữ, thì xem đối phương cái chết được việc mà cố gắng sống chờ ngày an tử. Cái chết đã dần tới không ngán thằng ranh nào, an tử cũng đã tới đâu thách mày đi vào. Bóng tối đã tràn đến quỷ dữ hiện nguyên hình, và giờ tao thách tụi mày trốn chạy đi đâu cho yên bình. Cái chết đã dần tới không ngán thằng ranh nào, an tử cũng đã tới đâu thách mày đi vào. Bóng tối đang tràn đến quỷ dữ hiện nguyên hình, giờ tao thách tụi mày trốn chạy đi đâu cho yên bình. Hãy ủng hộ Quân Jin bằng cách nhấp vào đăng ký kênh này ngay phía dưới clip. Cảm ơn bạn rất nhiều. I never get a break. It's like it was made for me. How could I not buy this? Excuse and disregard. If I make you uneasy, you'll come off hard. My only intentions are to let you know it's over. Excuse and disregard. If I make you uneasy, you'll come off hard. My only intentions are to let you know it's over. Một thần đồng đứng từ con hẻm của Gia Un, thành phố ổ chuột, với kỹ năng lập trình cơ bản mà ta đã tự thân mình học thuộc. Không phải như các anh hùng khác không biết bay không biết tàng hình, ta thao túng thời gian có thể để thực hiện những điều có lợi cho mình. Lấy
zero level tuyệt phẩm, kỹ năng tuyệt vời bao người trong mong. Ta khám phá chứ có thể xảy ra vào các tình huống ở trong cuộc sống. Và khi ở chuột Na Xuân ta có rất nhiều đứa trẻ nghèo đói mồ côi, ta tự nguyện cố gắng nuôi sống nhiệm vụ bảo vệ chúng nó mà thôi. Nhưng cuộc đời đâu đẹp như mơ, và những kẻ mạnh họ luôn lu mờ. Với định kiến phải là người chiến thắng, ta không thể nào đứng đó ơ thờ. Ngồi ở nhà bạn không thể biết bao nhiêu sinh mạng phải chết ngoài kia. Phải tha ma và những nghĩa trang chúng đang dần dần có nhiều mẫu bia. Những khổ đau và mối nguy hiểm nó luôn tìm đến với bạn bè ta, và anh hùng bọn người dũng mãnh sẽ phải đứng lên tiêu diệt xấu xa. Ta chinh phục những điều không tưởng và công lý luôn là người chiến thắng. Bây giờ tiếp tục với cuộc hành trình, những kẻ xấu xa phải ngậm cay đắng. Excuse and disregard if I make you uneasy or come off hard. My only intentions are to let you know it's over. Excuse and disregard if I make you uneasy or come off hard. My only intentions are to let you know it's over. Đang bị một quả lựu đạn khi nổ tạo ra được trường thời gian, và chúng sẽ gây ra được sát thương thêm nội tại động cơ sách cộng hưởng. Giờ đối phương sẽ không thể nào cản động cơ xe đô này của Eco. Vậy khi gặp ta trên đường công lý thì chuyện tốt nhất là hãy đi vô. Và bây giờ ta đi đường mít sẽ cho mi thấy được điều hao tổn. Lưỡng giới đồng quy bứt phá thời gian tạo ra được vùng dị thường bất ổn. Những người bước vào điều cơ bản bây giờ là sẽ bị dứt lấy chân. Đừng xem thường kỹ năng thời gian mà hãy cố gắng giữ lấy cái thần. Đòn tấn công của biến chuyển ta tiếp đến sẽ làm ta tăng sát thương. Muốn hành đường ta không phải dễ, chỉ cần lướt đi né chiêu định hướng. Bớt thời gian và trực chuyển tức thời đến kẻ thù bằng một cách nhanh chóng. Và đừng có chạy chiêu thức tung ra cố xem xong pha này thằng nào xấu. Mày đừng có khóc, đừng có than, đừng có làm cho tao phải cười. Vì cỡ như mày cái trình sẽ đạp tao đây có thể đứng lại chấp mời. Không có sợ tự tin băng vào hết máu vẫn còn đột phá thời gian. Có thể quay lại thời điểm quá khứ, đó đúng là một kỹ năng trời ban. Excuse and disregard if I make you uneasy or come on hard. My only intentions are to let you know it's over. Excuse and disregard if I make you uneasy or come off hard. My only intentions are to let you know it's over. Hãy ủng hộ Quân Jin bằng cách nhấp vào đăng ký kênh này ngay phía dưới clip. Cảm ơn bạn rất nhiều. I will fight as long as I stand. Justice by law or by sword. Break their ranks! I will not falter! Come forth! Masia sử dụng sắt đá để viết lên bản hùng ca. Ta không hiu quạnh vì quân đội luôn bên cạnh. Sức mạnh tâm lý ý chí như sống đánh lên danh đứng đầu vĩ đại của vị thủ lĩnh thiên tài. Không ai có thể hủy hoại gặp là cúi đầu thương ngài. Kiếm ta sẽ đâm lên kẻ thù xuyên lòng ngực để ngươi biết được thế nào là sức mạnh của cùng cực. Và chiến kỳ của đại tướng đã đối đầu với ác kiếm. Chiến nhân đang phải nổi dậy quốc gia bị người khác chiếm. Niềm tự hào của quân đội đang lãnh đạo quân tiên phong. Niềm quyết tâm chống lại kẻ thù để giành lấy những chiến công. Đại tướng từ Masia không ngán sợ tên nào hết. Nơi sớt đang xâm lăng chúng nó muốn ta phải chết. Bước vào trận chiến đẫm máu phải vì anh em đang lướt. Phải cố gắng hạ được thắng, còn những tên còn lại rồi sẽ cứu thôi. Dễ thương có người yêu làm kẻ thù và đối đầu ở biên cương. Hồng nhan bạc phận, đẹp trai thì phục hận. Đã cài nát đối phương và áp đảo cả chục trận. Nội tại ta bền bỉ, sức mạnh thật kinh dị. Phục hồi lượng máu đã mất thật nhanh chóng lạ kỳ. Gắn cho lập trường ý chí để tiêu diệt lũ quỷ. Cái ngươi đang nhìn trước mặt đó chính là sự bền bỉ. Đứng đầu binh lính đời cho ngươi đòn quyết định. Gây ra căm lặng cho Daddy Hood thức tỉnh. Ta là thủ lĩnh, ta không bao giờ nói nhảm. Đừng cố gây ra nguy hiểm vì đây là lòng dũng cảm. Giả biết ngồi chờ Tết, còn phán quyết này cho mày chết. Mối hận thù giữa hai quốc gia này sẽ không bao giờ có chữ hết. Rồi cái kết chính là ý chí và ánh sáng luôn thắng cái tà. Đó chính là sự trả giá của công lý Demacia. Break their ranks! I will not falter! Come forth! Hãy ủng hộ Quân Jin bằng cách nhấp vào đăng ký kênh này ngay phía dưới clip. Cảm ơn bạn rất nhiều. Nothing will escape. Cùng dậy
mình thanh tĩnh, nghĩ là nó an toàn hay không. Theo sườn núi dốc đá trên bên, xuống đồng bằng và dọc vào sâu. Ở đâu đó luôn có bóng dáng của một con thú đi săn tiền thưởng. Đó là ta lên ca chú tể nhận nhiệm vụ thuê nguy hiểm khó lường. Chưa bao giờ được gặp cha mẹ, nghĩ rằng đời sẽ về số không. Nhưng may mắn được người thợ săn cung vớt sinh mạng khi ta còn sống. Sư phụ dạy ta không được khóc, dạy ta từ lúc mới biết ngồi, dạy cho ta cách thả đối thủ và dạy kỹ năng của thú săn mồi. Mong giúp ngày mồi lấy đối thủ và bây giờ cuộc đời sẽ ngang. Ta ngày càng mở rộng địa bàn theo dọc sườn núi của Valorant. Những con mồi tầm thường nhỏ bé chúng mày phải vứt xác ở đây. Ta gọi đó là những chứng tích khi máu giúp này làm mày phanh thay. Khi mày có ý định gây hấn, hãy cố gắng bảo vệ bản thân. Máu của mày phải chảy tới chân, ta bẻ xương ra rồi đúng hết chân. Vào trong rừng ta đang phân đối, giữa chúng mày có lạ số đông. Và kẻ thù trực tiếp muốn nói đến đó chính là lũ đói hương không. Mày đã làm cho tao phải thích. Sức sư tử kìm nén bấy lâu, hôm nay tôi hiện ngày dám trực thích. Không thể nào quên đi tù hận Yumi đã làm ta buồn một mắt. Và ta thề sẽ giết được ngươi rồi sáng ngươi ra bằng mong chút sắc. Nội đại thú săn mồi lẫn quốc, đường đi vào tình thế bất động. Vào đường tao thách mày sống, vợ làm sao thách mày sống. Vùng tận, đang tăng cao, dứt điểm, chiến con đầu. Lấy phần thưởng lối chơi hổ báo và cuộc đi sàn chính thức bắt đầu. Chưa càng ngán tung ra đòn đánh, chúng xét thương dùng vào đối phương. Tốc độ này được tăng gấp đôi thì chuyện mi chết là quá bình thường. Chạy đâu khỏi khi đang có ta, chúng ra ngay cú ném bô la. Trói mày lại lưng bảng điểm số giúp mày trở về mua máu đi nha. Chúng mày nghĩ là tao với lui, còn một mắt chỉ đầu với đuôi. Nhưng thực tế bây giờ khác biệt là tao sẽ hành cho mày phải chui. Ra rung chuyển bằng cả trời đất, tận mày xanh tiếng gầm chiến trận. Đừng ra giết bọn mày ở đâu, giờ bước ra đây đi nào thằng trận. Và được đặt tên cho là Sona. Ô gia tộc văn minh cao quý và có dòng máu The Marcia. Ta phải cố sống như thế nào khi tất cả người thân bây giờ chết hết. Một cuộc sống tiểu thương vốn dĩ của ta bây giờ không có cái kết. Sao cuộc sống luôn có những kẻ bước trên con đường phù thủy bóng tối. Điều độc ác tàn bạo tham lam của chúng luôn có con quỷ dẫn lối. Sự sâu xa của những ác ma đã giết gia tộc của ta ngày ấy. Thù hận này sẽ đặt lên vai và chuyện ngày mai nó vẫn còn đấy. Ta đã thấy bộ mặt của ngươi, mũi phù thủy độc ác dã man. Thề với đời, hận thù này đã đủ những gì mà ngươi đã mang. Sự trong sáng bên ngoài thế giới nó cũng chỉ là những điều giả dối. Ta trốn vào rừng, cố tập luyện tự đưa bản thân mình vào bóng tối. Những ngọn lửa mang mối căm thù, nó đã dần nhen nhóm từ đây. Có một ngày chính bản thân này sẽ làm điều đó để cho mày thấy. Cô tiểu thư yếu đuối ngày nào, ngày hôm nay cũng đã lớn lên. Bước ra ngoài đi tìm công lý để cho kẻ thù phải nhớ lấy tên. Với ta vì giờ ta không có ai dẫn lối. Ngay lúc này The Marcia đang cần người bảo hộ trong bóng tối. Và đây tiểu thư gia tộc Vayne sẽ khiến kẻ thù phải trả hết nợ. Lấy bóng tối để hạ bóng tối vì những kỹ năng ngươi phải khiếp sợ. Đây công lý tợ săn bóng đêm đưa lũ tội phạm về cõi vinh hằng. Khi ta sống ở trong đường sâu luôn phải đối mặt cùng sự im lặng. Thù hận đè nặng ánh sáng không còn luôn có bóng tối là nơi sống thì chính bản thân này sẽ hạ quyết tâm dập tan cái ác đang cố thống trị. Ta nhào lộn tư thế sẵn sàng chờ đợi phục thù qua từng ngày tháng để khi ai có ý định tiến tới sẽ tung ra ngay vô thức kết án. Rút ra ngay chiếc nỏ sau lưng vũ khí đặc trưng bắn thẳng mục tiêu. Ai muốn kiểm định thì cứ lao lên để xem sát thương gây ra bao nhiêu. Giờ khắc cuối cùng thì cũng đã đến, sẵn sàng cho một cuộc đụng độ. Nếu cảm thấy là quá khó khăn thì cứ biến đi chờ ngày tái ngộ. Ta tàng hình cùng những kỹ năng và sức mạnh này đang tăng gấp ba. Không phải là bóng tối xấu xa mà chỉ ý định phục thù cho cha. We'll be right back.
got it. Khuất sâu vào khu rừng hiểm họa, xuyên qua lá của ngữ tinh hoa, được hấp thụ tinh tú của đá, bây giờ là nơi mà ta sinh ra. Ta có được sức mạnh trời ban, giúp bộ tộc thoát khỏi lầm than, cùng trí tuệ thêm lòng dũng cảm, ta đây muốn tìm nơi đầu ánh sáng. Vượt qua hết sa mạc phương Nam, ta vẫn cố đi về phương Bắc, băng qua những khu rừng ma ám để tìm ánh sáng chân lý bước ngoặt, và ta đã chọn cho mình người thầy, con đường mới đã tìm được thấy. Xin nhận tổ để tưởng một lại thầy trò, ta hãy tiếp bước từ đây. Ta có thêm được lòng nhiệt huyết khi được thầy kể về chuyện quá khứ, nỗi đớn đau chiến tranh tàn phá và thời gian qua ở nơi xa xứ, sự tàn ác của những kẻ thù và làm cho thầy cất bước ra đi. Thôi ta hãy cùng nhau lấy lại và đứng lên nào thầy Master Yi. Mưa vẫn rơi ở nơi đau buồn Ionia này càng sầu thảm, tuy không phải là quê hương mình nhưng con vẫn có được sự đồng cảm. Con sẽ luyện sức mạnh dung nham, thêm khí vách ngọc long sẵn có, vượt qua hết vật cảm nơi này cùng vào liên minh hô mưa gọi gió. Biết sức mạnh vô song vốn có của mình, nghệ như ý vũ khí trong tay giờ đây cho thấy được sự tuyệt đỉnh. Wu Yu này không bao giờ yếu, sức mạnh chân chính luôn thắng ghé tà, và nếu không dùng được hết thực lực thì chỉ có thể là do bằng gà. Mình đồng gia sắc, thầy đã dạy nó sẽ giúp ta gia tăng tầm đánh. Nếu mi nghĩ mi hơn được ta, điều đó có thể khi mi là thánh. Sự nhanh nhẹn né tránh chuyên môn tiêu diệt côn đồ không cần phân thân. Mi không thể chạy khỏi nơi này vì đây là chiêu thiết bản ngàn cân. Tiếp tục chiêu chim mồi trò vui, khi còn bé ta đã được học. Dù đối phương một tí đó thôi, có chuyện gì đâu mà ngươi phải cọc. Đuôi của ta còn chưa bắt được, ta quay lại đánh thì đừng có khóc. Kéo cả tem được đuổi ta đi, chỉ là cái bóng hi hi đồ ngốc. Con đổ con kỹ năng độc quyền, ta đây lao vào kẻ địch gần đấy. Bữa vào đầu có thể dứt điểm đốc sáng tung ra quẩy cho mày thấy. Chim trong lòng nha đây ôm trụ, ta bây giờ băng trụ bắt chim. Mi phân hộ phù về bỏ trụ, cứ đứng đó hoài sẽ bị hấp chim. I will be the best. Rules are made to be broken. Like buildings. Or people. 3, 21, 9, and lift off! Bọn xin chào tất cả các bạn. Mình là một cô gái súng đạn. Lòng nhiệt huyết này không thể cạn, và sự điên rồ là vô giới hạn. Xã thủ này là một dân chơi, thích xăm mình và đầy tiếng cười. Với thân hình mỏng manh bạn ơi, nhưng răng bị nhiều vũ khí giết người. Mình có một sở thích rất lạ, là đùa giỡn với những cảnh sát. Ai đuổi bắt mình sẽ bắn hạ, và đạn tung ra nhiều như bão cát. Mình ghét thùy mỹ, ghét luật pháp, ghét con chị cảnh sát linh thi. Đã rất nhiều lần bị truy nã, nhưng muốn bắt mình thì cứ mơ đi. Dùng vũ khí như là răng sắt, ai chọc mình điên là đạn tung ra. Những hành động nhìn người phải bực, và cũng chả có lý do gì cả. Do ý định muốn phá thành phố, không ai phải ngồi sau song sắt. Và với công nghệ hashtag hiện đại, ta cứ đông chơi không sợ bị bắt. Ta là một phần tử chống đối, quậy khắp nơi ở Pitover. Một thành phố đang được phát triển với những công nghệ hiện đại như mơ. Ta là một tội phạm khủng bố, luôn làm cho nhiều người phải điên. Trong đó có chỉ huy cơ bắp và thêm phạt cảnh sát trưởng Kathleen. Phá được trụ nội tại hướng chính, hưng phấn làm tăng tốc độ cá nhân. Xương cá bắn ra lựu đạn, đủ tới cùng thằng nào muốn cân. Súng nhỏ xíu mang tên bằng chiếu, giúp ta farm như vượt thời gian. Tốc độ bắn công dồn 3 lần, khiến cho đối thủ giật phải làm than. Tiếp theo đó là chiêu giật bắn, súng của ta phóng điện ra ngoài. Luồng sáng có tác dụng làm chậm và gây sát thương nếu ai trúng phải. Bằng đừng lải nhải mà ở đất farm. Đừng có tưởng ta không có lực, đừng có tưởng ta không có sức, khi nhìn lại ta để không có ngược. Phá được trụ nội tại hướng chính, hưng phấn làm tăng tốc độ cá nhân. Xương cá bắn ra lựu đạn, đủ tới cùng thằng nào muốn cân. Súng nhỏ xíu mang tên bằng chiếu, giúp ta farm như vượt thời gian. Tốc độ bắn công dồn 3 lần, khiến cho đối thủ giật phải làm than. Nhanh nhẹn linh hoạt tăng cao, đừng hổ báo mà lao vào mình. Lũ đạn ma hỏa làm bạn đổ máu, vì giảm chúng nó là sẽ trói chân. Các nạn nhân sẽ được ăn đạn, rồi bạn đừng than đối đầu với mình, vì sức chống chịu là quá gian nan. Vào combat tao tới đây, tụi bay cút ra cho chị thể hiện, để chị có tầm nhìn nã đạn. Mày đứng láo ngáo làm chị phải điên, tìm cứ đánh trận này chị gánh. Hành cho nó phải chui vào trụ, quét sạch hết vụ lợi trong rừng, không cho nó có cơ hội phục thù. Áp đảo hết đội hình của bạn, để bạn có còn kích sủa nữa không. Bạn có biết giới hạn quỹ đạo xuân thu rồi hả? Vẫn còn mùa đông, tên lửa đạn đạo siêu khủng khiếp. Để tem b
bạn ra hành rồi hiếp. Năm thằng trong tim tao là xếp đến nào hổ báo lên đây chỉ tiếp nè. Thành anh hùng, ta vô tình tìm được cấm thuật một loại võ công nguy hiểm tận cùng. Ngay từ bé là trẻ cô nhi, được một thầy ninja cứu thân, nhưng lại không được ai sủng ái, nỗi buồn càng nặng lên từng gốc chân. Bị đuổi đi vì học cấm thuật, loại võ công ngàn năm cổ xưa, nỗi ganh ghét chiến thành thâm phẩm thù này sẽ trả, câu này xin hứa. Gửi đến Sen và cha của mày, sẽ có một ngày tao quay trở lại, và ta thề vùng đất Kim Cô cha con chúng mày sẽ bị thảm hại. Ta đã nhớ ra hết tất cả những chuyện chúng mày gây ra kiếp trước, rồi kiếp này ta sống ở đây vô tình thấy cha con mày tiếp bước. Ari ơi cho anh xin lỗi, xưa anh không đến kịp cứu em, mong tình thế lúc đó thay đổi nhưng kết quả anh vẫn phải mất em. Xác em tan theo gió và mây, những người yêu em vẫn đứng nơi đây. Rồi kiếp này thu xưa còn đấy, chú tể bấm tối cho mày phanh thay. Ta đã về để đòi nợ máu, lực lượng ninja tan vỡ. Ta còn sống trên đời ngày nào, Kim Cô sẽ còn khó thở. Chạy đâu khỏi phế thuật phân thân, chạy đâu khỏi dấu ấn tử thần. Giờ tao hỏi mày chạy đi đâu, khi cả tem mày tao đang sửa dần. Cho mày thấy sức mạnh bóng đêm, cho mày thấy mày đen bao nhiêu. Hết AD top mix support, bây giờ tới rừng làm bánh chắc kêu. Chạy đâu khỏi phế thuật phân thân, chạy đâu khỏi dấu ấn tử thần. Giờ tao hỏi mày chạy đi đâu, khi cả tem mày tao đang sửa dần. Cho mày thấy sức mạnh bóng đêm, cho mày thấy mày đen bao nhiêu. Hết AD top mix support, bây giờ tới rừng làm bánh chắc kêu. Sự cân bằng chỉ là dối trá, mày không xứng đáng làm ninja. Kim Cô giờ ta đã tàn phá, ai muốn trả giá cứ việc bước ra. Ta đã có sức mạnh bóng tối, cấm thuật, sức mạnh bóng đêm, và liên minh không cần thỏa thuận, bọn mày đừng có hòng hòa sống êm. Cho mày thấy sức mạnh cấm thuật, một sức mạnh kinh thường kẻ yếu. Kim Cô với ta chả là gì, thì cả bọn mày tao xem nhỏ xíu. Nỗi đau này có ai thấu hiểu, những phi tiêu xen qua kẻ lá, đi đối đầu với những pháp sư tuyên bố một điều đừng biết đầu ba. Đây là thép chứ không phải đồng, đây là thép chứ không phải kẽm. Những sát thương vật lý tung ra nó chính là chiêu phi tiêu sắc lẻm. Những kỹ năng như mê hồn tranh, kẻ thù là lũ hư không. Khi kỹ năng tung chiêu vạn hóa, mày né không được là cũng như sông. Tao hạ mày như trở bàn tay, giết bọn mày không cần sám hối. Một khi ảo ảnh ta hiện trước mặt, thì đó chính là phân thân bóng tối. Một phi tiêu ghim thẳng vào người, sức mạnh này của chính ta đó, lại phân thân băng trụ kẻ thù, hạ gục đối thủ đi mây vì gió. Ảo ảnh này là một điểm nhấn, thả đối phương một cách bất ngờ. Thêm kỹ năng siêu phẩm đạt được mà những đối thủ khác phải tôn thờ. Cho mày thấy đường kiếm bóng đêm của ta giờ ảo diệu tới đâu. Chắc cả rừng và mít đối đầu, hoa này tụi mình đến với nhau. Chạy đâu khỏi phế thuật phân thân, chạy đâu khỏi dấu ấn tử thần. Giờ tao hỏi mày chạy đi đâu, khi cả tem mày tao đang sửa dần. Cho mày thấy sức mạnh bóng đêm, cho mày thấy mày đen bao nhiêu. Hết AD top mix support, bây giờ tới rừng là bánh trắc kêu. Strike firmly, their heartbeats quicken. Worry not, I'll see this through. Act free of doubt. Ta đã chán cảnh trong mật viện, ta không muốn ở đó nữa đâu. Muốn ra ngoài dùng hết phép thuật, để đối thủ ta phải khô máu. Sinh ra với mong ước công minh, ta muốn trở thành một người hùng. Và vô tình tàn sát ngôi làng, để rồi dòng ép họ vào đường cùng. Ta hối hận những việc đã làm, và muốn tìm những thứ còn lại. Ta vô tình bước trở vào làng, và nghe được một tiếng khóc bé gái. Em cầm một cây đèn trên tay, nơi này em không thể ở lại. Ta muốn cứu lấy mạng của em, vậy thì bây giờ ta phải nhờ ai? Đưa em về Ionia, bạn ta sẽ nuôi em không lớn. Ta xin thề không dùng phép thuật, và tự làm mình chìm trong đau đớn. Ta gia nhập tu viện liên minh, để đưa mình thành người chân chính. Xóa buồn phiền, hủy bỏ trần đời, cố gắng thành một người là khép kín. Sau thời gian ta được nghe tin, nơi sốt chuẩn bị xâm lăng đất bạn. Quốc gia của Ionia có lẽ bây giờ vẫn đang rất loạn. Ta phải đến ngay cô nhi viện, đưa bé gái đến một nơi xa. Đưa em đến Damasia, nơi mà chưa bị chiến tranh tàn phá. Ta thất vọng với những việc làm mà khi xưa ta đã gây ra. Cùng với sự xâm chiếm lực lượng nó xuất tiến đánh Ionia, ta đã tự thiêu thân dưới lửa để phản đối hành động chiến tranh. Kết quả thân bị mù đôi mắt, nhưng kẻ xâm lăng vẫn đang tiến đánh. Your heartbeats quicken. Worry not, I'll see this through. Act free of doubt. Và một lần nghe nhạc ở lễ hội, ta đã được nghe tiếng đàn của nàng Sona
lòng nhẹ vui khi được nghe tin người con gái xinh đẹp là nàng, và hối hận hành động lúc xưa của ta khi đã tàn phá ngôi làng. Kể từ đó nàng không còn cười, đối với ta nàng là kẻ thù. Từ đó ta gia nhập liên minh, cố gắng tu luyện đến ngày thiên thu. Bước vào trận phút đầu bất chấp, vì ta không sợ hay ngán thằng nào. Sống âm trúng ngay mặt đối thủ thì vô ảnh cướp cả thân bay vào. Hết loạn đã nội tại tung ra, 3-1 làm sao mày chịu. Chắc tóc biến cấm mắt băng trụ, hạ gục đối thủ một cách kỳ diệu. Lên găng tóp sống âm trúng, vô ảnh cướp tiếp tục tung ra. Hết hộ thể chuyển qua kiên định, lấy trợ công hết đồng đội của ta. Đây dư chấn để chấn vẫn còn, chỉ cần đối phương tàn hình ra. Boss mid găng ta cùng một lúc chết tổng luôn là xin chấp cả ba. Đừng có tưởng ta mù là phế, đừng tưởng không vũ khí không ghê. Khi tuyệt đỉnh công phu hả thế, thời gian ăn hành vẫn dài lê thê. Vẫn cách thức bạn bên đối phương, gặp nhau ở rừng ai lăn vào hòm. Cướp xong lưu đập đâu đánh đó, anh nổ lông cướp là em vỡ mồm. Keep at bay. Order through music. Love this light skin. Darkness away. Câu chuyện được gắn kết đến từ thơ ca. Yêu yêu thích cặp kỳ thi họa, đó là Shona. Nàng là một mỹ nhân huyền thoại với tài âm nhạc. Mang cho mình ký ức đau buồn ở chốn phiêu bạc. Được nhạc từ bậc thèm tu luyện Ionia. Nàng không biết gì về cha mẹ từ lúc sinh ra. Và sự ngoan ngoãn một cách lạ lùng. Vì quá khứ đã quá trớ trêu, đau thương tận cùng. Bởi vì Shona không biết nói, không phát âm dù được một câu. Sống con như chỉ mong gia đình sau này sẽ có cơ hội gặp nhau. Nhưng hy vọng đã phải dập tắt vì cả ngôi làng siêu bị sát hại. Chỉ còn đây một cô bé gái không thể nói chuyện đang cố tồn tại. Lúc bé thơ không ai nhận nuôi, khi lớn lên chẳng ai theo đuổi. Nàng phải sống lẻ loi âm thầm một cách ngậm ngùi và đầy buồn tủi. Một may mắn cũng đã mỉm cười khi được một người phụ nữ cưu mang. Không phải chật vật với cảnh đánh đàn kiếm tiền bên ngoài đường phố lang thang. This light skin, darkness away. Rồi tương lai ngày mai sáng đợi, Shona không còn buồn bã như xưa. Nàng gia nhập liên minh huyền thoại, đưa âm nhạc đến với chiến trường. Cùng sức mạnh hợp âm quyến rũ, làm cho kẻ thù bấn loạn lên đường. Thời gian ở Demacia đã học được bản anh hùng ca. Tăng ý chí cho các đồng đội, sức mạnh niềm tin ở gần của ta. Đây giai điệu khích lệ anh hùng, phải cố chiến đấu công lý ngàn vàng. Shona tăng khả năng chống chịu kháng phép và giáp khi đứng gần nàng. Khi từ biệt đến gần trong tay, hãy gửi cho nhau một lời tái ngộ. Và khi trong tim cần ai giúp đỡ, di chuyển đến nhờ bản nhạc tốc độ. Khúc cao trào sẽ làm phản loạn rồi chón kẻ thù. Giúp được đồng đội dứt điểm đối phương trở theo ngày tháng. Sự quan trọng của nàng trong nhóm, một cô bé nhỏ tuổi dễ thương. Xin chúc em được nhiều niềm vui và giành chiến thắng ở trên chiến trường. Hãy ủng hộ Quân Jin bằng cách nhấp vào đăng ký kênh này ngay phía dưới clip. Cảm ơn bạn rất nhiều. Stand and fight. This is mercy. We're gonna need more. The trick is not to hold down my mind. Yeah. I've got a cure. You took your better half of the flesh. What you left is a dangerous enemy. It's not that I feel trước mã anh và em vượt qua tất cả. Lucy anh vẫn yêu Sena dù cho cuộc sống muôn trùng vất vả. Rồi niềm đau mình anh gánh chịu đời sống cô độc cuộc đời bảo thủ khi chứng kiến em vợ của anh phải chết dưới tay của những kẻ thù. Ta chính là Lucy anh, người chống lại bên đòn sát sống. Sự quyết tâm vô cùng sắt đá tiêu diệt hết những kẻ nào chống. Lang thang gấp Ruteria chống lại cái ác luôn là tâm điểm. Đôi lạnh là sự đau thương mất mát khi đã lau mình vào nơi nguy hiểm. Đưa ánh sáng đến nơi tâm tối chính là nhiệm vụ cao cả của ta. Dẹp tan hết những lũ sát sống khi mà thanh tẩy đã được tung ra. Khi được đuổi cái ngục xiềng xích ở nơi tâm tối buồn đã bóng đêm, đây cũng là nơi mà ta thất bại và cuối cùng anh buông.
không phải mất em. Nỗi đau này âm hận từ đây, khi nước mắt nhiều lần rơi đổ, ta sẽ trả thù cho người vợ bằng chính sức mạnh ánh sáng thượng cổ. Máu đã đổ vết thương không lành, nhưng Jess ơi trận chiến chưa hết. Ta thề rằng sẽ còn quay lại quần đảo của ngươi, lúc đó sẽ chết. Máu kẻ thù sẽ chảy từng dòng, sự căm thù đã đến vô cực, muốn hạ gục ta các ngươi đường hồng. Sẽ cố sống, cố vượt qua để thấy được các ngươi gục ngã. Chân lý luôn là người chiến thắng dù cho số phận đau buồn nghiệt ngã. Ta chính là xạ thủ ánh sáng với sức mạnh đang nằm trong tay. Đừng khờ dại để rồi đối đầu khi biết hậu quả nhận lại chua cay. Đây tia sáng xuyên thấu đối phương, hạ gục mi không hề ngừng ngại mà sẽ tiếp tục chinh phục cay đắng. Chiến thắng trong tay không thể dừng lại. Tung kỹ năng ánh sáng rực cháy khắp vùng trời ngay trong màn đêm. Hủy diệt hết thêm ma sát sống và sức mạnh này sẽ tăng dần thêm. Yêu thương này chính mi phá nát, cái giá phải trả là sự thù hận, sự căm phẫn. Dùng mi vào thế khi ta tung chiêu quyết cùng nhiệt tận. Có bao nhiêu cái ác còn sống, có bao nhiêu kẻ thù bước ra, có bao nhiêu tình yêu đã chết cũng vì quỷ dữ mập mờ phía xa. Ta sẽ lấy lại hết tất cả khi mưa bão đạn tan trường khỏi thủ. Hãy biết ơn ta vì hạ sát ngươi cho ngươi thoát khỏi lưu đày vĩnh cửu. Sure.